Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. Yeah, yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ mượn lại của bạn là Nguyễn Hoàng nha anh em. Vô lấy con One Piece Saka nha. Đó. Nói chung là cái hạt này là nạp nha anh em. Nạp lấy trước ha. Đó, để lấy review cho anh em luôn. Nếu mà anh em lấy được con 99 Piece Saka rồi đó thì sẽ lấy luôn con Mac Overma 98 Icon nha anh em. Đó. Đó, này cứ đi một đường như vậy thôi là anh em lấy được hai con rồi. Đó, như mình hướng dẫn cái clip mà chơi tốt S anh em. Đấy, Mac Overma anh em, lấy luôn này ha. Tại vì mình tới cái con Bisaka là 13.000 điểm rồi. Mà con Overma có 11.000 điểm thôi. Nên mình lấy luôn hai con nha anh em. Có gì mình sẽ review con Mac Overma sau cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ xem sĩ số con Bisaka trước nha, review trước ha. Mình cho nó lên 100 luôn đi anh em. Đó, cho nó máu anh em, tự như thế nào ha. Đó. Rồi, lên luôn em ơi, lên luôn. Yes. Cái con này được cái rank up anh em, được 7, nó có 7 rồi đó, sẵn rồi đó. Quá ngon luôn em. Vô up được hình này ngon lắm á. Rồi. Nó lại kêu Rosin rồi anh em. Nó bút cho chạy nước rút nè. Chuyền dài nè. Tạt banh nè. Rê banh nè. Kèm người nè. Một chỉ số đánh chặn cũng ok anh em. Đánh chặn với cướp banh kìa. Chùi banh cũng khá ok anh em. Nói chung con này công thủ khá hay á. Nói chung là hay tấn công hơi nhiều á. Nó cả máy 83 nha anh em. Nó có cái device intro tắc lơ là ham chùi banh đó anh em. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vô vào tình huống trong hết chung hết là về tắt nha anh em. Anh em xem nha. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. 'Cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. Good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Then it's that first cause we going, you going insane. You don't know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me bless, 'cause I work on my team, no snakes in the grass, and we have been twisting the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past, man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. 'Cause when we go in, we win in the match. Sure, sure. When we go in, we win in the match. So guess how we do, 'cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Whoa. Yeah, we be the best, best. We be the best. Hey, yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come come and test? Whoa, you want to see we the best? Hey, you don't see that we're the best here, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn, kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen, but now I'm really coming and we pull out with the action. Just keep on the feed, don't they don't get it like. We'll be right back.
And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Qua chế độ hết chiều hết và về tất anh em, mình đánh giá tại đây cho anh em nha. Nó có ưu điểm là đánh trận nè, kèm người và truyền banh anh em. Nó có nhược điểm là ham dân cao nè. Cái con này tính ra thì ok anh em, tốc độ tốt anh em, nhưng mà khả năng tăng tốc hơi chậm thôi. Nói chung là dí thí theo mấy chụp chó cũng khá ok á. Nó up lên nữa là ngon. Còn cái đánh trận kèm người thì ok anh em, khỏe, khá khỏe nha anh em. Với lại là cái nhược điểm là ham dân cao, mà cũng có cái lợi thế mà cũng có cái nguy hiểm của nó anh em. Dây lên cao thì ok, truyền tạt rất là ngon, nhưng mà được cái là nó lụng dưới anh em ơi, lụng cánh á, nên anh em chơi muốn ham tấn công thì cho lên, còn không thôi anh em cứ kìm cho nó dưới nha, đừng có truyền cho nó mất công là lụng á, lụng cánh á. Đó, chung đánh giá con này cũng khá ok anh em, xài ngon là ổn á. Mình kết thúc clip đây nha anh em. Em thấy hay like share cho mình nha, này là chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.